Có làm công trình gì vậy? Con đắp đập cho nước ngầm á, nó cũng chứa trong đó, nó bằng ở ngoài à, nước trong nước ngoài bằng nhau à. Nước nó thấm ở trong cát á, nó vô cái hồ của con đó. Múc nước chi, con bươi là nước tự thấm vô à. Kéo quần lên con.